Sáng ngày 11 tháng 5, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Tuyên Hóa, Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà cho hội viên cựu chiến binh Đinh Chính ở thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh huyện, đại diện cấp ủy, chính quyền xã Thanh Hóa. Cựu chiến binh Đinh Chính ở thôn 3 Bắc Sơn từng tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Lào. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Vợ chồng ông lại thường xuyên đau ốm. Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình ông, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ gia đình ông Chính xây dựng nhà, nghĩa tình đồng đội. Ngôi nhà có diện tích 85m², được khởi công vào ngày 29 tháng 3 năm 2023. Sau 1,5 tháng thi công đến nay, đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 123 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng do hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đóng góp ủng hộ. Số tiền còn lại do anh em họ hàng giúp đỡ. Việc hỗ trợ làm nhà ở cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Quảng Bình, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, nghĩa tình đồng đội, sự quan tâm, chăm lo của Hội Cựu chiến binh các cấp tới gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Từ đó giúp hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định đời sống.